gặp. Chúng ta sẽ nói đến một cái đối tượng nữa, đó là đối tượng người già. Người già thì cái dịp lễ Tết họ có vẻ ăn uống cũng không được ngon miệng như ngày thường, vì thường là dịp lễ Tết thì chúng ta hay nấu những cái loại thức ăn mà đun đi đun lại. Thì đối với người già thì hình như là những cái thức ăn đó có vẻ nó sẽ khó tiêu hơn phải không ạ? Và cũng có thể gặp vấn đề về tiêu hóa. Chúng ta đều biết là đối với người già thì khi là tuổi cao rồi thì cái hệ tiêu hóa nó có rất nhiều những cái thay đổi. Ví dụ như là dạ dày là tiết cái men tiêu hóa để tiêu hóa chất đạm cũng giảm này. Rồi tuyến tụy tiết cái men tiêu hóa chất béo cũng giảm này. Nhưng mà trong những ngày Tết thì chúng ta đều biết là ngày Tết thì thường là rất nhiều những cái món ăn mà rất là nhiều chất béo. Khi đã bị già rồi thì cái hệ thống tiêu hóa nó kém, tiết các cái men tiêu hóa kém rồi, cho nên là ăn những cái thức ăn ngày Tết mà nó rất nhiều những cái món xào rán, những món nấu như thế thì đầu tiên là gây cái tình trạng đau khó tiêu đối với người già. Không kể đến là khi mà thức ăn chúng ta hâm đi hâm lại nhiều lần như vậy thì có khi là trong quá trình chế biến nấu nướng như vậy thì có thể cái tình trạng nhiễm khuẩn có thể xảy ra. Thì đối với người mà không phải là người già mà vẫn người đang khỏe mạnh thì có thể là không có vấn đề gì. Nhưng mà đối với người già thì do cái hệ tiêu hóa nó bị kém như vậy cho nên là người già ăn vào là rất cũng có rất có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa có thể xảy ra. Thế chính vì vậy cho nên đối với người già trong những cái ngày dịp Tết thì ăn uống nếu như mà ăn quá đà hoặc là ăn phải những cái thức ăn đã ôi thiêu rồi thì rất có thể dễ ra tình trạng bị rối loạn tiêu hóa. Và bác